Vâng, và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng touring gian rất là mới lạ mà chưa từng xuất hiện ở trên kênh em. Đó là cái dòng touring gian XK1, chứ không phải là XKSL1 hay là SN2 hay là XKR3, mà là XK1 đời 2018. Và hình thức rất là mới, gần như là xe đóng hộp, đập thùng luôn. Chỉ đi có một quãng đường rất là ngắn thôi. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết chiếc gian XK1 touring. Vâng, và các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây, đó là chiếc tổng thành chiếc gian XK1. Gian XK1 chứ không phải có SL hay là R3 gì hết. Đó là đây là dòng gian đầu tiên, gian XK1. Thì như trên khung đây các bác có thể nhìn thấy, đó là chỉ có chữ XK và không có thêm chữ gì hết. Và trên khung đây thì em thấy là có một cái mã vạch. Check code của chính hãng. Đằng này thì chúng ta chỉ thấy một cái chữ tem là gian 1, tức là XK1. Chiếc xe này là size M. Size M là phù hợp với các bác từ khoảng trên dưới 1m7 cho đến 1m, gần 1m8. Về sơn của chiếc xe thì em đánh giá là xe này quá đẹp, 95% luôn, quá đẹp như mới. Chủ cũ mua về là không dùng, đi rất ít luôn, quá mới quá đẹp luôn ạ. Không có một vết xước, em thấy không thấy một vết xước nào luôn ấy. Sơn zin nguyên bản 100%. Về phần cấu hình của chiếc này thì nó là dòng touring Nine Road, cho nên là nó được trang bị cái đùi đĩa là 2 tầng. Bộ đùi đĩa là 2 tầng và cái gạt đĩa của Shimano Clarit. Thì như các bác biết rồi thì Shimano Clarit thì nó là một cái bộ chuyển động của dòng xe đua. Đấy, dòng xe đua, bởi vì touring Nine Road mà dùng trang bị bộ chuyển động của xe đua. Là Clarit này nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Shimano 2300 và nó đứng thứ 3 từ dưới lên. Đằng sau của chúng ta thì chúng ta được trang bị một cái clip 2, 4, 6, 8 tầng, thả 8 tầng. Vâng đấy, là mã là CSHG318. 8 tầng và một cái bộ đè cũng của Shimano Clarit. Thì đây là một cái cấu hình như là một cái bộ chuyển động của xe đua rồi. Bánh của chúng ta là bánh 700C, dòng touring bánh 700C, phanh đĩa Mayer là cũng được trang bị bởi Mayer của hãng luôn. Mayer hãng gian. Yên thì còn quá mới. Các bác chỉ cần nhìn yên là biết độ sử dụng rồi. Người ta không có ngồi nhiều, chắc là đi được vài lần. Mới quá. Đằng trước của chúng ta thì có được trang bị một cái phuộc càng đơ, tức là càng không có giảm sóc, bằng nhôm, hợp kim nhôm. Có cả phanh đĩa và Mayer cũng đồng bộ là Mayer gian và bánh cặp gian. Đằng trên tay cầm thì chúng ta có tay lắm, có một cái lúm này để nghỉ tay, rất là êm tay. Và phanh, tay bấm xả là bên này là 8 tốc độ và bên này là 2 cấp độ cho chuyển đĩa. Ghi đông là phốt tăng là đều của hãng gian hết, tất cả nguyên bản 100%. Đằng trước đây chúng ta thấy có mã vạch của hãng. Khi người ta bán người ta chít chít cái gì đó thì em không nắm rõ lắm, bởi cái này như là tem bảo hành. Về phần thắng đĩa của chiếc xe thì được trang bị thắng chính hãng của gian luôn. Và như các bác thấy thì cái dòng phanh đĩa thường ấy thì là nó chỉ bóp một bên má, nhưng con này được trang bị cụm phanh của hãng gian cho nên là bóp cả hai má luôn. Đây các bác nhìn bên này cũng có cần bóp bên này luôn.
tức là hai má cùng chuyển động. Bóp một cái là hai má đĩa cùng chuyển động luôn, tạo ra cái lực phanh rất là ăn cho cái dòng thắng đĩa này. Và bình thường như một số dòng thắng đĩa đây, như bề một số dòng thắng đĩa bình thường đây thì nó chỉ có bóp chết một bên thôi, tức là một má chuyển động vào thôi, còn má bên này là chết, má bên này là đứng yên. Thì má bên này, má động này sẽ đẩy đĩa, đẩy về phía má tĩnh và làm xe dừng lại. Còn cái chiếc Zanic Cape 1 của chúng ta thì là cả hai má đều bóp vào. Đây, cả hai má của chúng ta đều được bóp vào và làm chiếc xe ăn hơn, hiệu quả phanh tốt hơn. Hai má đều động. Vâng, về phần nước sơn của chiếc xe thì quá đẹp luôn, như mới, em thấy không một vết xước, rất là bóng bẩy, mới cực kỳ luôn, không một vết xước tì vết nào luôn. Đây, đằng sau cũng thế ạ, phanh hai má cùng chuyển động, hai má cùng chuyển động chứ không phải là một má động một má tĩnh như các loại phanh cơ bình thường. Chân trống rất là đẹp, gọn gàng, chân trống bắt về sau giúp cho các bác đạp mà dài chân thì không bị chạm chân về đằng sau. Mayer này là Mayer của Gian. Đây là tổng thành bên này của chiếc xe. Xe này là size trung bình để cho các bác từ trên dưới 1m75 cho đến gần 1m8 đi là hợp lý. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận, nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.